Chào tất cả mọi người nha, mình vừa thực hiện một ca chỉnh môi châu Âu cho bạn gái. Thì bạn gái này môi cũ khá là lệch, với cả môi trên dày hơn môi dưới á, nên tớ chỉnh hoàn toàn tự nhiên, đó cực kỳ đẹp luôn. Thế nhưng mà hôm nay khách toàn mặc áo trắng, như là nhìn cái chụp trước sau là nó không được đẹp lắm mọi người ạ. Hãy cho mọi người nhìn form môi nha, đấy form môi châu Âu này, nhìn đều tăm tắp luôn mọi người ạ. Tại vì là bạn hơi gồng lên, cái chỗ này nó hơi tím một chút nhé. Thật là vui, thật là vui đấy. Đấy, cực kỳ xinh luôn mọi người ạ. Con môi khỏe cười lên nhẹ nhàng mà cực kỳ mịn luôn. Đây là đang hơi nề một chút do nốt kim thôi. Đây mọi người có thể xem môi cũ ban đầu này. Đấy, chưa tiêm mà đã sợ run bần bật rồi. Cuối cùng tiêm đấy, hết run ngay đây mọi người xem từ đầu đấy. Đấy, con môi khác hẳn luôn ạ. Cực kỳ yêu luôn. Đây bạn hơi tách môi rồi một tí cho mọi người xem con môi quá. Đây, môi cũ và môi mới đây mọi người ạ. Rồi, chào tất cả mọi người nha.